sau hàng nhật nội địa chào bác. Hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm 2020. Em lên sóng một cái chiếc điều hòa một cục của hãng Corona. Con này em để là số 22, vỏ nguyên bản và giá bán là 4 triệu đi kèm một chiếc điều khiển đa năng các bác nhé. Giá chưa có phí vận chuyển và chưa có đổi nguồn. Tình trạng máy thì vỏ nguyên bản, không sơn si gì, màu hơi vàng theo thời gian rồi. Dàn chiếc còn khá là đẹp, tình trạng máy khá là đẹp. Sau không có nước gãy gì, giờ nóng giờ lạnh cũng còn khá là đẹp. Con này công suất của nó là 7.000 BTU, các bác dùng được cho phòng khoảng 10 đến 12 mét vuông. Điện năng tiêu thụ của nó đây, có nhiều bác bảo là em cho nó đo đây. Con này đang chạy là 625W này các bạn này. Đấy, chạy ở mức cực đại của nó là 625W nhé. Công suất 7.000 BTU. Nhưng mà điện đón tiêu thụ thì chỉ già nửa cái con máy 9.000 của Việt Nam thôi. Đấy. Điện ở đây là chạy hết công suất. Còn khi mà các bác mà chạy cái phòng đủ công suất đủ lạnh thì nó chạy lúc máy cơ nó sẽ nghỉ. Chia trung bình thì con này một giờ chắc là chỉ đốt đến khoảng 200W thôi. Từ 5 tiếng các bác mới hết một số điện. Đấy, còn như bây giờ nếu mà chạy hết công suất thì nó cũng chỉ rơi khoảng 600W điện. Cái điều hòa nhật một cục này của nó rất là tiết kiệm điện. Tiết kiệm hơn hẳn so với thằng dòng hai cục kia. Đây, con này em bán là 4 triệu các bác nhé. Con nào đấy các bác liên hệ đi kèm điều khiển đa năng các bác này. Bạn nào lấy các bạn liên hệ nha. Giá 4 triệu, cảm ơn các bạn.